Tôi không cam tâm. Đừng trả thù. Cha, mối thù của cha con sẽ không trả cho cha, bởi vì bây giờ đó là mối thù của con. Ta ngưỡng mộ ngươi, ngươi là một nhân tài. Từ nay thay ta xây dựng giang sơn, trương thành này sẽ có cách giữ được mạng sống của ngươi. Ta cũng từng làm một mặt nạ giống như của con vậy, làm cùng một chuyện, mùi máu tanh đó con chịu nổi sao? Thật ra ngươi bị ép hay là muốn mượn thế lực của Cẩm Y Vệ đối phó Dương phu nhân? Ân oán tình thù bám theo hai đời, sao trời dung thứ. Hôm nay ta tha cho ngươi, lần sau ngươi có tha cho bọn ta hay không? Phim võ hiệp, cuộc chiến không liệt, phát sóng lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh SCTV 9.